tầm thời điểm này mà anh em nào mà vẫn săn được bổi mà tuyển được bổi thì mới gọi là hàng VIP anh em ạ. Rất là nhiều anh em là sợ là cái đầu mùa tới này thì chim nó non mùa lên rất là nhiều, vì cái hiện tại đang là tầm chim má trắng nó thay lông lên má lỡ anh em ạ, nên là rất là nhiều anh em lo ngại là mùa sắp tới chim nó non mùa. Thì như em Tuấn ấy thì em làm rất là nhiều năm chim bổi rồi, thì em cái tầm thời điểm này nó đang tầm chim thanh long, nhưng mà em vẫn gom được bổi anh em nhá, thế nó mới gọi là đẳng cấp. Bổi hiện tại em Tuấn gom nhá, toàn những con hàng bẫy đấu thôi anh em ạ, mà nó đang dở lông vẫn đấu. Là anh em phải hiểu là con chim, để mà một con chim đang thay dở lông mà vẫn đấu ấy, nó cực kỳ ít anh em ạ. Phải những con thật là bản lĩnh anh em ạ, đúng chuẩn thung mà thật bản lĩnh, thật ra rừng thì nó mới đấu anh em nhé. Còn đâu những cái con chim mà nỡ thì mình không nói, chỉ nói những con chim già nó đang dở lông thôi anh em ạ. Đây em quay qua cho anh em xem, thì họ mới về được tầm khoảng chục con thôi anh em ạ, mới tuyển được chục con thì sắp tới lại có lửa anh em nhé. Anh em cùng theo dõi clip của em Tuấn, thì em Tuấn quay qua cho anh em. Nói chung là chim này thì nó vẫn đang dở lông, có con thì còn chưa thay, có con thì đang thay dở anh em ạ, chuẩn bối già. Quay cho anh em ngắm, anh em xem, anh em thật nhá. Anh em nhìn chưa, tầm bồi già đang thay lông này, đang thay lông anh em ạ. Con thì đang thay dở, nó vẫn đấu như chuẩn chất bồi già anh em nhé, chứ không phải chim má trắng má lỡ đâu, chứ không phải là chim em qua avi lâu rồi đâu anh em nhé. Chim avi của em vẫn có avi riêng anh em ạ. Đây bồi già đấy anh em ạ. Nói chung là chim thì nó đang thay lông te tua anh em ạ. Chất bồi già, nhìn con chim nó khác, thần thái nó khác ngay anh em ạ. Anh em xem lại bảo là đuôi tăng các thứ thì không có đâu anh em ạ. Chim chuẩn chim già hết anh em, anh em nhìn chân là biết. Thật sự khi mà anh em xem muốn đi mua chim ấy, rất hay gặp bồi non mùa là anh em phải nhìn biết nhìn chân cơ. Nhìn chân nhá. Nhiều khi anh em nhìn nghĩ là chân đen bóng các thứ là non mùa, không phải đâu anh em ạ. Nó tùy từng vùng, tùy từng khu anh em ạ. Và tùy từng cái cơ địa của con chim. Có con nó cứ đen kít lại anh em ạ, không phải là nó non mùa. Anh em nhìn bóng mà không phải non mùa đâu anh em ạ, mà là do nó, cái bản chất của con chim chân nó như vậy. Đấy, toàn bồi già thôi anh em ạ. Đấy, anh em nhìn toàn bồi già đang thay lông anh em ạ. Đang thay lông vẫn đấu mới gọi là hàng quả anh em ạ. Nói chung là thật sự thì để mà tuyển mùa này có bổi ấy, thì mình phải nhập giá nó tốt cho thợ anh em ạ. Mình làm lâu rồi thì người ta mới ưu tiên mình anh em ơi. Chứ còn cái kiểu loại cứ lúc nào cũng ép giá thợ này kia thì không bao giờ mua được chim ngon, đến mùa nó hiếm không bao giờ tuyển được anh em ạ. Đây là toàn chim mới về hết anh em nhé, bổi già hết nhé. Anh em nhìn nông là biết, nông nó vẫn còn có con nó thay nó dở ấy. Anh em nhìn cái chất nó vẫn có, nông nó sơ, có lông nó mượt ấy, là do nó đang thay dở. Đây như con này, này. Đấy, anh em nhìn chưa, toàn chất bổi già rồi anh em ạ. Anh em biết là số lượng chim của em Tuấn bắt rất chia lớn, nhưng năm nào cũng không đủ cung cấp cho anh em, nên là em lúc nào cũng gom trong tình trạng gom. Đây anh em nhìn là biết nhé, chim già ấy, cái mùa này anh em phân biệt giữa má lỡ và chim già. Anh em nhìn này, chân con chim này, anh em nhìn chân chưa, nó hơi khó nói hết. Đây em quay cho anh em nhìn chân này, con chim này giả mốc đế luôn anh em ạ. Nhìn mặt mũi này, nhiều anh em lại nghĩ là em Tuấn qua má lỡ thứ, thì em thực sự không có đâu anh em ạ. Đây anh em nhìn, muốn nhìn này, nhìn cánh nó rất là dễ nhé. Cái bản chất con chim già ấy, khi mà đến mùa lông, lông nó rất là suy kiệt, nó sơ lông. Đây anh em nhìn chưa, lông nó sơ rồi. Đấy, anh em nhìn nha, có mấy cái đen bóng này, xong đến mấy cái sơ là mấy cái nó chưa thay nông đâu anh em nhé. Cái đấy là nông vẫn còn nông cũ, nó chưa thay nông. Con này nó đang thay, nó dở lông. Cái anh em nhìn đuôi cũng vậy, có cái đuôi nát tươm hơn. Có đuôi nát tươm này. Đấy, là cái lông cũ anh em ạ. Nông nó ở tự nhiên nó theo 5 tháng ấy, kiểu nó theo cả một mùa, nó ở lông cả một mùa. Đây anh em nhìn,
chất con bồi già anh em nhìn, cứ phải nhìn chân trước anh em ạ. Đây, anh em nhìn chưa, nói chung là hàng bộ cũng luôn anh em. Đây, anh em nhìn chân này, đấy, chân nó già mốc cả lên luôn anh em ạ. Ok cho anh em. Đây, chim thì mùa trước em cũng găm lại được ngỗ mấy chuồng anh em ạ. Chim Avi, Avi này Avi bổi già anh em nhé, anh em nhìn là biết rồi. Trong đây ấy, toàn những cái con chim ít nhất là được tầm khoảng hai, tầm ít nhất là phải tầm 3 mùa trở lên, vì em chim này toàn chim từ vụ trước thôi anh em ạ, từ năm ngoái đấy, bổi già năm ngoái thôi, mà khi mà em tuyển bổi là toàn bổi già rừng thôi. Đây, đang thay giả lông này anh em này. Anh em nhìn bọn này nó rất dễ phân biệt với má trắng má lỡ vụ này, vì thật ra má trắng má lỡ vụ này thì nó chưa thể thay lông được đâu anh em ạ, chưa thể thay lông nó được nhiều như này đâu. Hơi khó nhìn một chút anh em ạ. Đấy, anh em nhìn rõ chưa, toàn hàng cọp thôi. Nói chung anh em cứ nhìn từ phóng bộ cái thứ này anh em biết này, đang thay lông này. Một chuồng em để nó rất là ít anh em ạ, không nhiều đâu. Làm sao để con chim nó nên lông nó khỏe nhất, con chim nó ok nhất, toàn bộ chất lượng luôn anh em ạ. Giả đanh luôn anh em nhé, đang thay lông anh em ạ. Đang thay giả lông, con này nó được tầm lông tầm khoảng 50-60% lông, 70, có con 70, con 80% lông. Cũng chưa con nào thay xong hết đâu anh em ạ. Đây, AV này của em Tuấn là dài được tầm khoảng ngang 3m rồi dài 4m anh em ạ. Cao phải 2m rưỡi, mà em chỉ thả từng đây con thôi. Làm sao để cái con chim nó không đông quá anh em, nó mới khỏe chim được. Đấy, toàn bóng bụng chất thôi anh em ạ.